đẹp, đẹp quá chàng ơi. Hay là mình bỏ cái đầu bà lộ vô mình dắt đi chàng. Cái này là giặt tóc giả nó hiệu quả. Nàng hãy để vào trong đây. Nàng xuyên thế này thì nước sẽ văng ra hết. Và nàng sẽ khô ráo thoáng sạch hơn nha. Trời ơi, cái gì vậy? Cái này là gì? À, trước khi chàng ra trận tiền thì Thiếp muốn uống cùng chàng một chung rượu nồng. Ta đang nóng trong lòng là bạn không muốn uống rượu. Khoan khoan, đây là cái hũ cốt để tặng cho nó mai mốt nó ra trận. Lỡ nó có bị xa cơ tử nạn thì Thiên nó bỏ vô đây đem về. À, chương trình quảng cáo nó quá dài đó. Trong khi thời lượng nó không cho phép nó mới má. Sợ số đi má. Cứ bỏ một cái hũ cốt này về. Cơ quan nào doanh nghiệp nào cài 20 đi vô đây quảng cáo trả hình. Điều gì vậy má? Quảng cáo cho má mà mới có tiền mới duy trì đàn chứ mới làm như vậy. Thôi đã tao đọc rồi ha. Ok không mượn nha. Không mượn nha. Mày ăn thêm không? Mày ăn thêm không? Mày lát lúc ăn sau lưng không? Hai mươi chín,
ngày mình chung lấy thì đây và đi đi ba thì đây và đi đi ba thì đa ngoài đi phương chẳng như ngoài đi phương chẳng như ngoài đi phương chẳng như đất lên tấn công cần không cánh bóng lên đường nhắc chấm buông chẳng ngoài đi sau nghiệp vậy đó chứ quan em đi xích thú vậy đó mà nó có con quỷ anh không cố ý làm đau em chứ sao nhưng mà hình như quanh quẩn đổ đi có mùi hôi thôi mùi hôi gì chắc mùi của con dân đó không phải mùi này hôi hơn mùi con dân là ở trên còn mùi này là mùi gì ta ủa nàng tắm chưa em tắm rồi em tắm từ tuần rồi chấm tắm chưa tắm rồi tắm như thế nào hãy kể cho ta nghe thì hồi xưa em thấy trong phim người ta tắm bằng cái gì á người ta ta vừa nhảy vô cái bồn xong ta bứt cái cánh hoa ta phải lắc vô thì em cũng đem hoa về rồi em cắm vô cái bình xong em lấy cái nước bình em tắm á đồ ủa vậy là sai hả em lấy nguyên cái cây luôn mà không em tắm sắt là đúng bước nhưng mà em vẫn thiếu một bước thiếu cái gì nữa vậy chàng quả dung dịch vệ sinh phụ nữ em happy an toàn thoáng sạch mềm mịn trơn thật là tự nhiên mẹ mịn hơn mà nội quảng cáo mà cái đầu nó khoai thịt trơn nó bị sao á hơn nàng dùng thiếu đặt thiếu rồi nó có cái xe khách lỗ nữa nè lỗ chân lông xe khách lỗ chân lông nữa giúp thoáng sạch mềm mại giảm khô rác hương thơm tự nhiên hấp dẫn nàng dùng cho ta xem trời ơi nó quảng cáo hoài luôn á thôi thì tiếp xin nhận tấm lòng này của chàng nhưng mà trước khi chàng ra trận tiền thì tiếp cũng có một món quà muốn tặng chàng nàng cứ trao dạ đây cái xin đây trời ơi chàng ơi tiếp không hề quảng cáo nha chàng tiếp không có quảng cáo giống như chàng đâu trời mẹ ơi đây là cái gì đây dụng cụ dắt rau phi tiết đó phi tiết đây là đó cái dụng cụ dắt rau em thấy là hả chàng đi ra ngoài đó là mình không mình hái trái cây rừng mình hái rau rừng đồ gì đó rồi mình bỏ vô trong đây mình quay là nó ráo nước là mình có thể dùng được hen trời ơi nghe ta cũng có một món quà muốn tặng cho nàng đây cái gì đó vậy cũng là chính nó phi tiết nô ra slap spinner cái này để làm gì vậy chàng cái này là dụng cụ chắc khô nước đó nàng dạ ở đây người ta minh họa có cà chua có rau có dưa leo nè nhưng mà đối với nàng á thì nàng tắm xong rồi á nàng đừng có lao dạ nàng nhảy vô cái này nè nhảy vô làm gì chơi trời nó té ra luôn rồi trời đất ơi trời đất ơi đó trời ơi rất là đẹp quá chàng ơi hay là mình bỏ cái đầu bà lộ vô mình dắt đi chàng cái này là giặt tóc giả nó hiệu quả nàng hãy để vào trong đây nàng xoay như thế này thì nước sẽ văng ra hết và nàng sẽ khô ráo thoáng sạch hơn nha trời ơi cái gì vậy cái này là gì trước khi chàng ra trận tiền thì thiếp muốn uống cùng chàng một chung rượu nồng ta đang nóng trong người mà không muốn uống rượu khoan
đây là cái hũ cốt để tặng cho nó mai mốt nó ra trận lỡ nó có bị xa cơ tử nạn thì Thiêu nó bỏ vô đây đem về. À, chương trình quảng cáo nó quá dài đó, trong khi thời lượng nó không cho phép nó mới bán. À, sợ số đi má, có bán một cái hũ cốt thì về. Có quan nào doanh nghiệp nào cài 20 đi vô đây quảng cáo trả hình chứ không gì hết má. Quảng cáo cho má mới có à, mới có tiền mới duy trì đàn chứ mới làm gì vậy. Thôi đã tao đọc rồi ha, ok không mượn nha, mượn nha. Mày ăn thêm không, mày ăn thêm không, mày lén lút ăn sau lưng không, do là số biết rồi mày vô. Như bao người dũng sĩ, cuối cùng em là những nỗi sao. Bàn chân em nhắm nát bao tàn, em mãi ngàn đời là con gái Việt Nam. 38, 38 còn 38, 38, 38, 38 có phải gì đam ấy thì đam số gì ta, có phải gì đam ấy thì ta. Từng bước từng đường thầm, còn số năm, còn số năm, còn số năm. Trong loại này đặc biệt đầu tiên số 5 là của chủ nhà may mắn nha, vì đây là một loại đặc biệt. Quyền xin kính mời những vị khán giả có mặt ở đây, chúng ta cùng bước lên sân khấu hỗ trợ đoàn kiểm tra lại những con số để tạo sự công bằng đến với tất cả quý vị. Và sau khi hỗ trợ xong thì chúng ta sẽ được nhận với đó là hai vé cho vòng loại sau, chúng ta dò số hoàn toàn miễn phí nha anh chị nha. Và ngay từ bây giờ khán giả mình nhớ làm nhiệm vụ của mình, ghi lại mặt sau tờ là bé ghi họ và tên kèm với số điện thoại để chúng ta sẽ được nhận qua bao lì xì là 500 đến 1 triệu đồng. Rồi khán giả nào đoạt giải vòng loại đặc biệt mạnh dạn bước lên sân khấu dùm cho Quyền. Rồi ai là những chủ nhân chúng ta lên sân khấu dò số giùm nè, giơ tay giùm Quyền đi anh chị. Rồi bạn cầm đỡ Quyền tí xíu nha. Ai à, anh chị nào hỗ trợ đâu? Rồi mời bạn. Thôi ơi con bé tóc bạc. Dạ bây giờ kính thưa tất cả quý vị, chúng ta cùng trở lại. Em dòng lại sau nha chị nha, em lỡ mời bạn bên đây rồi. Đó anh đứng bên đây nha, chúng ta cùng nhau kiểm tra lại ai sẽ là chủ nhân may mắn đoạt giải cho một loại đặc biệt. Rồi bạn ơi, bạn hỗ trợ giùm Quyền nha, mình đọc có những con số nha. Và cái một loại đặc biệt đầu tiên là 2373 hợp lệ nha. Con số chúng ta vừa kêu là con số 6, à số 5. Có 1, 12, có 2, 25, có 3, 43. Chủ nhân đầu tiên hợp lệ. Và bây giờ chủ nhân thứ hai kêu là 2398 hợp lệ nha, số 5. Có 1, 12, có 2, 25, có 3, 43. Và chủ nhân thứ hai hợp lệ, chủ nhân thứ ba vòng loại đặc biệt ký hiệu là 2479 hợp lệ luôn, số 5. Có 1, 12, có 2, 25, có 3, 43. Và trong loại này chúng ta đã tìm ra ba chủ nhân may mắn nha. Vòng loại đặc biệt tặng phẩm là nửa chỉ vàng. Ngoài ra chúng ta sẽ nhận qua rất là nhiều phần quà đặc biệt của công ty Nam Dược nè, Dược Phi Tiết và Dụ Quy Điệt Hào. Và bây giờ chúng ta sẽ được nhận trước mắt là một con gấu nhỏ lấy lại vốn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ được tiến tới lòng cầu. Và ai sẽ là người tiên phong nhận con banh đầu tiên, ai số lớn nhất sẽ được nhận qua đó là nửa chỉ vàng. Và đặc biệt hơn nữa chúng ta sẽ được nhận qua đó là một con gấu siêu to khổng lồ của Thẩm Mỹ Viện Đại Hà. Có không em? Anh ơi sao anh tắt xe vậy, qua bên kia nhận banh giùm Quyền đi. Đó, qua bên kia nha. Và ngay từ bây giờ các nhà mình nhớ đồng hành tiếp tục nha. Chúng ta còn 3 vùng loại đặc biệt nữa anh chị. Tham gia tham dự để chúng ta có những phần quà cầm trên tay. Và đi ra cũng là xuất phát đặc biệt cuối cùng trong tuần. Các nhà mình nhớ đồng hành để chúng ta có những phần quà cầm trên tay. Và bây giờ chúng ta sẽ được tìm được chủ nhân may mắn nha. Số mấy anh? Số 7, anh đứng đợi Quyền tí xíu nha. Số 7, số 9 nha. 18, trời ơi 18 lớn nhất, bánh bèo lớn nhất nha. Và bây giờ anh số 7 phải không? Anh qua bên đó nhận giùm em một phần quà của Lip Cool của công ty Nam Dược, một con gấu nhỏ nha, một phần quà của Vũ Quy Điện Thao. Rồi bạn qua bên đây nhận quà giùm Quy nè, một phần quà nhỏ, một phần quà của Phi Tiếp nè, một phần của công ty Nam Dược Lip Cool nữa. Rồi cho chị vàng đi em. Rồi bây giờ đây là phần loại đặc biệt, chị sẽ được kiểm tra lại cái phần quà này giùm cho Quyền nha. Và dưới đó còn bắt đầu mà chị nói là bọn te đó. Rồi kiểm tra dùm Quyền nha, chắc cú nha. Ở đây là có ký hiệu vàng thật, là nó sẽ có ký hiệu trong đó nha. Rồi chị đậy này lại. Và đây là một phần quà của công ty Nam Dược. Trong đây có một cái bình lock and lock nè, bột sủi, thanh nhiệt, lip cool, giải độc mắt gan, rất là hữu hiệu nha. Và bên cạnh đó một cái phần quà của dung dịch vệ sinh phụ nữ. Và bây giờ chúng ta qua bên đây, đi thẳng về phía bên dưới. Chị tên gì? Tên Cầm. Tên Cầm ở đâu? Ở quận Tân Phú. Tân Phú, đến đây bao nhiêu lần? Nhiều lắm. Cảm ơn chị nha, nhớ ủng hộ vé vòng loại sau. Cảm ơn chị Cầm rất là nhiều. Rồi mời chị về chỗ ngồi ủng hộ vé tiếp tục dùm cho Quyền. Và bây giờ chúng ta tìm được chủ nhân may mắn đặc biệt vòng loại đầu tiên. Ngay từ bây giờ các nhà mình nhớ quay lại mặt sau tờ là bé qua từng vòng loại. Chúng ta ghi họ và tên kèm số điện thoại nữa, để những vòng loại cuối cùng sẽ có một thành viên trong đoàn hơn mình những tờ là bé lô tô đó, làm mục đích để tất cả quý vị sẽ được nhận qua một phần quà đặc biệt như là những bao lì xì.
trị giá là 500 đến 1 triệu đồng. Và 10 ngày đầu tiếp theo nha, các nhà mình nhớ ủng hộ vé là một con gấu siêu to khổng lồ, một phần quà của công ty Nam Dược. Và đặc biệt hơn nữa là một phần quà của nhựa Phi Tiết. Ngay từ bây giờ vòng loại 10 ngày đầu này, ai chưa có vé thì nhớ đầu tư liền tay.